Tối nay tại Sư đoàn Bộ binh 301 đã diễn ra chương trình dạ hội thanh niên tuổi trẻ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xung kích sáng tạo quyết thắng. Chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giai đoạn năm 2019-2024 và phát động hưởng ứng phong trào sáng tạo trẻ. Chương trình dạ hội thanh niên được sản dựng công phu nhằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên định hướng tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với các tiết mục văn nghệ được biểu diễn bằng nhiều hình thức đa dạng như hát, múa, nhảy hiện đại, nhảy vũ điệu, nhảy đạo cụ, về chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người xem, thể hiện khát vọng của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đêm giao lưu là dịp để cán bộ chiến sĩ được tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị và địa phương kết nghĩa giao lưu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo sân chơi bổ ích xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh và khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần lạc quan cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục học tập, công tác quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thiết thực chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.